Chào các bạn, hôm nay mẹ Miu sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản Student trong iCell khi được cấp tài khoản miễn phí. Đầu tiên, các bạn sẽ vào trang web iCell.com, tại ô Username nhập username đã được cấp. Giao diện trên màn hình là mình đã đăng nhập thành công tài khoản teacher. Tại dòng welcome, thánh thư đây là tên của teacher. Các bạn để ý thấy ô vuông có hình tam giác nhỏ nhé. Mình bấm vào đây, chọn router. Mình kéo xuống phía dưới. Trong lớp hiện tại là mình đang thấy là có 4 học sinh. Bây giờ mình sẽ muốn bổ sung thêm, tạo thêm học sinh thì mình sẽ chọn là a student. Rồi, ở cột last name mình sẽ nhập tên và tên đệm của con. Ví dụ mình muốn tạo tài khoản cho bạn Nguyễn Như Ý thì ở đây mình sẽ nhập last name là Như Ý, first name là Nguyễn. Bạn lưu ý là mình sẽ nhập họ tên của con là tiếng, họ tên của con là mình nhập không dấu nhé, mình không có gõ tiếng Việt có dấu, bởi vì khi mà có giấy khen ấy, thì tên tiếng Việt có dấu nó sẽ bị lỗi phông chữ, cho nên là nhìn tên nó không có đẹp. Rồi tiếp theo là cột email. Nếu phụ huynh muốn nhận mail, nhận giấy khen của con qua mail thì mình nhập địa chỉ mail vào đây, vào cái ô này. Còn nếu mình không muốn nhận thì mình bỏ qua. Tiếp theo là cột password, mình sẽ nhập password vào đây. Ví dụ như password mình muốn là 5678. Mình chọn save. Rồi, như vậy là mình đã tạo thành công cho bạn học sinh Nguyễn Như Ý. Mọi người để ý cái cột username nha. Username đây để mình đăng nhập á. Sau khi tạo xong thì username của mình có được là Nguyễn Như Ý 207. Rồi mình sẽ sign out tài khoản giáo viên để đăng nhập tài khoản học sinh. Chọn sign out. Ra giao diện như màn hình, mình nhập username Nguyễn Như Ý 207. Đây là mình đã đăng nhập thành công tài khoản học sinh mà mình vừa tạo. Ở trong này thì sẽ có các môn các con có thể học được là Math, Language Arts, Science, Social Studies, Spanish. Đối với các bạn mà khả năng tiếng Anh các bạn mới ấy, đối với các bạn mới thì các bạn làm được hai môn là Math và Language Arts. Tại vì hai môn này nó sẽ bắt đầu từ pre-K, là từ mẫu giáo ấy. Còn các môn như là Science, Social Studies thì sẽ có từ Grade 2, là tương đương với các bạn học lớp 2 theo cái chương trình ở Mỹ á. Cách học thì mình có thể là chọn từng môn, xong nó cho con vào từng cấp lớp và cho con làm từng kỹ năng ở trong đây. Ví dụ như là pre-K đối với môn Math này thì nó sẽ có là đây tổng cộng là 131 skill, 131 kỹ năng. Đó, mình bấm vào đây và cho con làm lần lượt các kỹ năng từ trên xuống dưới theo, người ta đã sắp xếp theo thứ tự là từ dễ đến khó rồi, nên là mình cứ cho con làm từ trên xuống dưới theo từng chủ đề. Language Arts cũng tương tự. Còn cách thứ hai là đối với các bạn mà đăng nhập cho con học trên máy tính, mình để ý là có tab là skill plan. Skill plan ở đây á là mình sẽ chọn vào skill plan. Nó sẽ có cho mình là ví dụ như mẹ muốn chọn cái plan theo tất cả các môn thì mình để tất cả các môn theo tất cả các lớp, cấp lớp. Còn đây ví dụ mình chỉ muốn chọn cho pre-K thì mình chọn là pre-K. Đó.
Pre-K là mình chỉ có hai môn ấy, chỉ học được là toán và ngôn ngữ, math và language đó. Mình chọn vào đây. Đó. Nếu chọn skill plan cho môn toán, mình sẽ thấy là đã có cái plan cho từng tuần cụ thể luôn. Và có thể in được cái plan này để theo dõi. Là chọn print skill plan. Là mình vào từng tuần nhé, ví dụ tuần 1 nhé. Đây, người ta sẽ lên cái plan cho mình theo từng tuần. Ví dụ tuần 1 thì sẽ học những cái kỹ năng, những cái skill gì đó là người ta có nốt ở đây hết luôn rồi. Mình cứ làm theo, cho con làm theo cái này thôi. Ở phần recommendation, đây là những phần mà gợi ý của cái hệ thống. Khi mà ví dụ con làm một môn nào đó mà bị nhiều câu hỏi bị sai quá, chưa đúng á, nhiều câu hỏi chưa đúng á, thì hệ thống người ta sẽ đưa ra các gợi ý ở đây để cho con củng cố và làm lại những, làm thêm những cái bài tập về về những cái phần mà con đang bị chưa đúng nhiều á, đang bị có nhiều câu trả lời chưa đúng, thì người ta sẽ có những cái gợi ý ở đây cho các bạn làm. Rồi, hôm nay mình đã hướng dẫn xong cách tạo tài khoản và cách hướng dẫn cho các mẹ cách cho các con vào để học Excel. Hy vọng là các mẹ và các bé sẽ thích cái chương trình này. Rồi, xin chào các bạn.